Ngày 24 tháng 5 tại sân thể thao thành phố Sông Công diễn ra giải quần vợt chào mừng 5 năm thành lập hệ thống nhà hàng Calix lần thứ nhất. Tham dự giải có 20 đôi đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên, thi đấu theo hình thức chia bảng. Qua một ngày thi đấu trên tinh thần thể thao cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn. Kết quả giải nhất thuộc về đội thi đấu của câu lạc bộ thành phố Sông Công. Đây là giải đấu mang tính chất giao hữu, nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, rèn luyện thể lực tinh thần. Đặc biệt là sau thời gian nghỉ khá dài do dịch bệnh COVID-19 xảy ra. Đồng thời cũng là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 5 năm thành lập hệ thống nhà hàng Galic